Bóng tấn MU, Anthony gửi thông điệp đến thần tượng Ronaldo. Bản hợp đồng 100 triệu euro của MU, Anthony ghi bàn ngay trận ra mắt tại Old Trafford, gửi thông điệp đến người khổng lồ Ronaldo. Chỉ vài ngày sau khi gia nhập Quỷ đỏ từ Ajax với giá 100 triệu euro, Anthony gây bất ngờ khi được huấn luyện viên Erik ten Hag xếp đá chính ở đại chiến MU tiếp Arsenal, trong khi Ronaldo tiếp tục cảnh dự bị trận thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, ngôi sao 22 tuổi nhanh chóng đền đáp niềm tin của người thầy đã quá hiểu anh từ lúc còn ở Ajax, bằng pha lập công đưa MU vượt lên ở phút 35. Với bàn mở tỷ số này, Anthony trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất ghi bàn ngay trận ra mắt Premier League. Cầu thủ Brazil còn khiến đàn anh Ronaldo làm điều chưa từng có trước đó, nhiệt tình vỗ tay tán thưởng từ băng ghế dự bị. Sau đó, Ronaldo được huấn luyện viên Erik ten Hag tung vào thay chính Anthony ở phút 58 và đã dành cho đàn em. Tân binh cậy nồng nhiệt khiến bản hợp đồng đắt giá nhất chuyển nhượng hè 2022 của MU rất vui. Anthony đã gửi thông điệp đến Ronaldo mà chắc chắn sẽ chỉ làm tốt thêm cho MU lúc này, tăng sự gắn bó, kết nối lại giữa các sao lớn bé. Anh là một người khổng lồ. Thật vinh dự Cristiano Ronaldo khi được làm đồng đội với anh. Cựu cầu thủ chạy cánh của Ajax cũng đã ghi chú trên một bài đăng trên story khác của Ronaldo, hai chữ thần tượng cùng với biểu tượng trái tim và kiểu chào nắm đấm. Chia sẻ sau trận ra mắt vượt cả mong đợi, Anthony cho biết đó mới chỉ là sự khởi đầu. Anh hy vọng tiếp tục tạo ấn tượng khác với người hâm mộ Quỷ đỏ trong trận đấu ở Europa League MU tiếp Real Sociedad vào đêm thứ năm, 2 giờ ngày 9 tháng 9.